Xin kính chào quý vị khán thính giả đến với chương trình Sự kiện quanh ta. Hôm nay thứ hai ngày 19 tháng 11 năm 2018, chương trình có những phần tin chính như sau. Nhà báo độc lập Đỗ Công Đường sẽ ra tòa phúc thẩm vào ngày 21 tháng 11. Bộ Công Thương thừa nhận tình trạng tro xỉ ở nhiệt điện Vĩnh Tân. APEC không đạt thỏa thuận vì căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc. Bình luận xã hội với bài viết Đôi vai tuổi trẻ. Cùng nhiều phần tin khác, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết sau đây. Mở đầu là phần tin Việt Nam với tin liên quan đến dân chủ nhân quyền. Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh vào ngày 21 tháng 11 tới đây sẽ đem ông Đỗ Công Đường ra tòa phúc thẩm với cáo buộc gây rối trật tự công cộng. Ông Hà Huy Sơn, luật sư bào chữa cho ông vừa viết trên Facebook cá nhân cho hay. Theo luật sư Sơn, vụ án này mang tính chất hài hước hơn cả vụ án hai xe máy đi hàng ba của bà Bùi Thị Minh Hằng ở Đồng Tháp vào năm 2014. Trước đó, vào hôm 19 tháng 9 2018, thì nhà báo độc lập Đỗ Công Đường bị Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh tuyên án 4 năm tù giam cùng với 3 người khác với cùng cáo buộc. Ông bị bắt vào ngày 25 tháng 1 2018 khi đang dùng điện thoại ghi hình cuộc cưỡng chế của cơ quan chức năng ở thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Ông Đường cũng bị xử 5 năm tù giam trong phiên tòa ngày 12 tháng 10 vì lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân. Cả hai bản án đối với ông Đường đều vấp phải phản ứng của dư luận quốc tế. Ủy ban bảo vệ ký giả CBJ và tổ chức phóng viên không biên giới RSF đồng loạt hai lần ra thông cáo chỉ trích chính quyền Việt Nam và kêu gọi phóng thích nhà báo độc lập này ngay lập tức và vô điều kiện. Tiếp theo là tin công an Hà Dân. Hai người dân trong video nổi tiếng trên mạng vừa qua liên quan đến một vụ cảnh sát giao thông bất ngờ ngã vừa bị phạt hành chính về hành vi cản trở người thi hành công vụ. Theo báo Dân Trí trích lời Trung tá Nguyễn Ngọc Lâm, Phó trưởng Công an thành phố Quy Nhơn, vào hôm 17 tháng 11 xác nhận đã có quyết định xử phạt hành chính hai người là Phạm Thanh Qua 21 tuổi và Phạm Trọng Tuyến 22 tuổi, mỗi người 2 triệu đồng. Theo cảnh sát giao thông Quy Nhơn, thì anh Qua đã dùng cùi chỏ đối với cảnh sát giao thông là thiếu úy Đinh Công Hoàng Linh. Do bất ngờ và theo phản xạ né tránh cú thúc cùi chỏ, thì thiếu úy Linh đã ngã xuống đường. Tuy nhiên, anh Qua cho báo chí biết anh không làm như vậy với cảnh sát giao thông, nhưng anh đã quá mệt mỏi về câu chuyện và sẵn sàng nộp phạt. Đoạn video lan truyền trên mạng về cú ngã của cảnh sát giao thông được chia sẻ rộng và nhận được nhiều bình luận khác nhau. Nhiều người cho rằng cú ngã của cảnh sát giao thông là giả để ăn vạ. Cảnh sát giao thông Quy Nhơn cho biết, người quay video đoạn ngã đã đăng lên mạng cũng bị nhắc nhở nhưng không bị xử phạt. Tiếp theo là tin về môi trường. Bộ Công Thương đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ thừa nhận tình trạng tro xỉ gây ô nhiễm và dự kiến quá tải của các nhà máy nhiệt điện thuộc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân. Truyền thông trong nước loan tin cho biết, Bộ Công Thương xác nhận 3 nhà máy Vĩnh Tân 2, 4 và 4 mở rộng dùng chung bãi chứa tro xỉ có diện tích 38 hectare, sức chứa khoảng 9,3 triệu mét khối. Hiện nay, bãi đã chứa khoảng 4,5 triệu mét khối tro xỉ và dự kiến sẽ đầy trong 2 năm tới với lượng thải phát sinh thiết kế là 3,8 triệu mét khối một năm cho mỗi nhà máy. Bộ Công Thương xác nhận vị trí bãi tro xỉ nằm gần đường quốc lộ và vận chuyển bằng ô tô nên tiềm ẩn rủi ro gây bụi bởi gió biển và phát tán tiếng ồn. Các cam kết tiêu thụ tro xỉ tại nhà máy Vĩnh Tân 2 được đánh giá khó có khả năng thành hiện thực vì khó khăn về tài chính, công nghệ và sản phẩm gạch không nung khó tiêu thụ vì giá thành cao. Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân có 5 dự án, nhà máy nhiệt điện 1, 2, 3, 4 và 4 mở rộng. Nhà máy Vĩnh Tân 2 do Tổng Công ty Phát điện 3 và Vĩnh Tân 4 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư đã đi vào hoạt động. Nhà máy Vĩnh Tân 4 do Trung Quốc đầu tư dự kiến phát điện từ tháng 9 2018. Nhà máy Vĩnh Tân 4 mở rộng dự kiến vận hành chính thức từ tháng 12 2019 và Vĩnh Tân 3 đang thực hiện các thủ tục đầu tư. Năm 2008, dự án nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 có vốn đầu tư dự kiến là 32.200 tỷ đồng, nhưng đến 2017, con số này đã tăng lên 104.900 tỷ đồng. Người dân ở xã Vĩnh Tuy, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, nơi các nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân được xây dựng suốt nhiều năm qua, đã lên tiếng phản đối tình trạng ô nhiễm môi trường do các nhà máy này gây ra. Vào tháng 4 2015, người dân đã chặn quốc lộ 1A, nhiều người bị cho là quá khích đã dùng đá, bom xăng tấn công lực lượng chức năng. Tiếp theo là tin về môi trường. Theo báo cáo của Ban Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn ở Nha Trang cho biết, đến cuối giờ chiều ngày 18 tháng 11, thì ở Nha Trang có ít nhất 12 người chết, 2 người mất tích. Hàng chục ngôi nhà bị nước lũ đánh sập, cuốn trôi.
Mạng báo Thanh Niên dẫn lời từ Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa. Nhận định đa số các nạn nhân trong trận lũ này đều bị đất đá từ núi đổ xuống, gây sập nhà dẫn đến tử vong. Cũng theo ban này, phần lớn các gia đình có người tử nạn là những hộ dân có nhà bị giải tỏa để mở rộng đường hoặc bị giải tỏa từ các dự án phát triển đô thị. Tiền đền bù không đủ để mua đất, họ lên các sườn núi để chiếm đất làm nhà. Vì là nhà tự phát nên mạnh ai nấy làm, xây theo ý mình hoặc tùy vào túi tiền. Hầu như việc quy hoạch hệ thống thoát nước cho các khu dân cư này là không có. Mỗi lần lũ lớn là cư dân ở đây nơm nớp với chuyện lở núi. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang, ông Lê Hữu Thọ, cho biết sự việc này kéo dài hàng chục năm. Sau thảm họa này, thời gian tới thành phố sẽ xin tỉnh di dời các hộ ra khỏi khu vực nguy hiểm và sẽ làm quyết liệt. Vừa rồi là phần tin Việt Nam, tiếp theo là phần tin quốc tế. Lần đầu tiên trong lịch sử, lãnh đạo các nước tham dự cuộc họp diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC ở Papua New Guinea vào hôm 18 tháng 11 đã không thể ra tuyên bố chung về sự chia rẽ sâu sắc giữa Mỹ và Trung Quốc, theo Reuters cho biết. Hãng tin này cho biết thêm rằng việc cạnh tranh giành ảnh hưởng ở Thái Bình Dương giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã trở thành tâm điểm khi Mỹ và các nước đồng minh phương Tây cùng đáp trả sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc. Theo Reuters, mục tiêu tăng cường thương mại đa phương mà APEC được lập nên vào năm 1989 đang đối mặt với thách thức, trong khi Trung Quốc củng cố vị thế tại vùng Thái Bình Dương và việc Mỹ đánh thuế hàng hóa quốc gia đông dân nhất thế giới đang gây căng thẳng quan hệ trong khu vực và gây chia rẽ về sự trung thành của các nước. Tổng thống Hoa Kỳ ông Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình dự kiến sẽ gặp nhau vào cuối tháng này. Và thất bại tại APEC sẽ thúc đẩy hai nước phải đi đến một số thỏa thuận liên quan đến chiến tranh thương mại Mỹ và Trung Quốc. Tiếp theo là tin thế giới. Vừa chính thức nhậm chức vào ngày hôm 17 tháng 11, 2018, tân Tổng thống Maldives Ibrahim Mohamed Solih đã tuyên bố rằng ngân quỹ quốc gia đã bị thâm lại nghiêm trọng và nước ông đang gặp khó khăn về tài chính vì đã vay mượn của Trung Quốc quá nhiều trong đợt bùng nổ các dự án hạ tầng cơ sở thời Tổng thống tiền nhiệm. Trong diễn văn ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức Tổng thống, ông Solih đã báo động. Vào lúc tôi nhậm chức Tổng thống, tình hình tài chính của đất nước đang bấp bênh. Những thiệt hại đến từ các dự án đã được thực hiện vì động cơ chính trị và thua lỗ rất to lớn. Kho bạc nhà nước đã mất hàng tỷ rifuja, đơn vị tiền tệ của Maldives, do nạn biển thủ và tham nhũng ở mọi cấp chính quyền. Theo hãng tin Reuters, nổi danh với những khu nghỉ dưỡng sang trọng, đảo quốc Maldives là nạn nhân mới nhất trong một loạt các nước nhỏ được Trung Quốc đầu tư hàng triệu đô la để thực hiện các dự án đường cao tốc và các công trình địa ốc trong khuôn khổ sáng kiến một vành đai một con đường. Tuy nhiên, các dự án này đã đẩy đất nước chỉ có hơn 400.000 dân một chút này vào cảnh nợ nần. Nhiều tiếng nói đã vang lên đòi phải điều tra để làm rõ cách thức mà hợp đồng xây dựng đều rơi vào tay các công ty Trung Quốc. Thời chính quyền tiền nhiệm của cựu tổng thống thân Bắc Kinh Abdullah Yemen, ông Solih đã chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào hồi tháng 9, đánh bại ông Yemen, người đã đưa Maldives xích lại gần Trung Quốc và bị sức ép kinh tế vì đã bỏ tù nhiều đối thủ chính trị. Trong chuyên mục bình luận xã hội hôm nay, Phương Trâm sẽ gửi đến quý vị bài viết của tác giả Đỗ Ngà với nhan đề Đôi vai tuổi trẻ. Bài viết được đăng tải trên trang Facebook cá nhân của tác giả vào hôm 19 tháng 11, 2018. Mời quý vị cùng theo dõi. Lớp trẻ hôm qua là một tầng lớp mê muội. Họ bị nhốt trong lò nhồi sọ 12 năm phổ thông, rồi vào đại học, họ bị hầm nhừ trong cái nồi nhồi sọ tầng cao hơn thêm 4 năm nữa. Khi bước ra cuộc sống tự chủ, lúc đó là 22 tuổi, thì hết 16 năm liên tục nhồi sọ. Chính vì thế, lớp người mà hiện giờ đang ở độ tuổi trung niên khó thoát khỏi mê muội. Họ hoàn toàn phó mặc cho đảng Cộng sản lo liệu. Họ mặc định đảng và nhà nước sẽ lo cơm no áo ấm cho họ. Tỷ lệ ngoại trừ một tỷ lệ rất thấp có nhận thức và chuyển hướng suy nghĩ. Nhưng để hiểu biết được bản chất của nền chính trị độc tài toàn trị, họ phải mất hàng chục năm, thậm chí hàng vài chục năm với biết bao va chạm và chiêm nghiệm mới nhận ra. Đến lúc ngộ ra thì vướng phải nỗi sợ. Còn lại số lượng cực ít dám lên tiếng nói nhưng quá lạc lõng. Có người cũng hành động nhưng quá cô đơn trong một xã hội thờ ơ. Cho nên lớp già là lớp người thất bại. Lớp trẻ hôm nay cũng bị ngập trong lò nhồi sọ của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa ấy. Nhưng khác với thế hệ trước là họ được tiếp xúc với mạng xã hội từ sớm. Đa số cũng ham chơi, ham khoe khoang những thứ thấp hèn mà nền giáo dục xã hội chủ nghĩa hướng cho họ. Nhưng một số không ít bạn trẻ cũng có suy nghĩ thiết thực hơn nhờ có mạng xã hội.
Chính thế giới phẳng đã giúp họ phóng xa tầm mắt đến trời Mỹ, trời Âu, nên hôm nay cũng có khá nhiều những bạn trẻ hiểu biết hơn về tình hình đất nước. Thay vì tốn cả 10 đến 20 năm quan sát nhân tình thế thái, thì thế giới phẳng đã đưa họ đến với hiểu biết nhanh hơn. Họ tiết kiệm được khoảng thời gian dài quan sát. Thế nên, hôm nay những bạn trẻ hiểu biết chính chắn hơn thế hệ trước tầm tuổi ấy. Đấy là sự phát triển đáng mừng. Có thể khẳng định, chính quyền Cộng sản được sinh ra là để phá hủy. Nó phá hủy tinh thần dân tộc. Nó hủy hoại dân khí. Nó mang quyền lợi đất nước trao tay giặc. Cho nên, nó sẽ ngăn chặn con đường nhận thức của giới trẻ. Luật an ninh mạng không phải do chính quyền này nghĩ ra, mà đó là hành động cầu viện để ngoại bang trao cho nó chiếc roi thần trừng trị dân tộc Việt. Mục đích là để tiếp tục công cuộc phá hủy dân tộc này theo ý thế lực khác. Phá hủy là trách nhiệm mà Đảng Cộng sản đã được quan thầy giao phó, để quan thầy hoàn thành công cuộc xâm lăng mềm một cách dễ dàng. Cho nên, bảo tồn sự toàn vong của đất nước là trách nhiệm nặng nề đặt trên vai người dân, mà đặc biệt là lớp trẻ. Lớp già đã thất bại trước Cộng sản, giờ họ chỉ còn trao cho kinh nghiệm và những bài học thất bại đó. Quỹ thời gian trong cuộc đời họ đã cạn nên cần lớp trẻ tiếp bước. Với tương lai còn dài và nhiệt huyết có thừa, các bạn trẻ hôm nay sẽ là thành phần trụ cột cho Việt Nam ngày mai. Chuyện biết quan tâm đến chính trị là xưa rồi, chứ quan tâm không dấn thân thì sẽ không đủ để làm đất nước đổi thay. Vậy hôm nay các bạn trẻ phải làm gì? Phải làm nhiều hơn thế, tức là phải làm chính trị chứ không phải rụt rè cất lên vài tiếng nói nhẹ nhàng như lớp già. Các bạn phải làm khác. Các bạn phải có ý chí làm chủ đất nước chứ không thể phó mặc cho một tổ chức mà chính bạn đang khinh khi nó. Đất nước này không của riêng ai. Đảng Cộng sản lập đảng được thì các bạn cũng phải đặt được câu hỏi. Tại sao các bạn là hậu sinh mà không làm được? Đảng Cộng sản giành đất nước về tay nó để sử dụng như một công cụ thì tại sao các bạn không thấy bất bình? Nó chiếm đất nước rồi, dùng nhân dân như một thứ nô lệ. Nhưng với ngoại bang, nó phục tùng vô điều kiện thì các bạn trẻ phải nghĩ ngay đến giải pháp chứ. Hiện tại Đảng Cộng sản rất mạnh, nhưng cái mạnh dựa trên sự tàn bạo cũng phải đến thời điểm sụp đổ. Là giới trẻ, cần phải chuẩn bị ngày hôm nay để đoán lấy thời điểm sụp đổ của Cộng sản. Là tuổi trẻ có nhiệt huyết, cần phải dám suy nghĩ khác, dám làm chính trị để phụng sự đất nước. Cộng sản mạnh nhưng không phải là không có cách. Với một con ong, bạn đuổi nó được, nhưng một đàn ong, bạn phải bỏ chạy. Tương tự như vậy, một vài đảng chính trị Cộng sản phá được, còn hàng trăm hàng ngàn đảng phái mọc lên. Phải có lúc Cộng sản cũng phải nhường bước. Đó là nguyên tắc dùng để chiến thắng thế lực đen đang tàn phá đất nước. Đá đá chúng con xâm lược! Đá đá! Đá đá chúng con xâm lược! Đá đá! Đá đá chúng con xâm lược! Đá đá! Hoàng sa! Việt Nam! Trường sa! Việt Nam! Hoàng sa! Việt Nam! Trường sa! Việt Nam! Tuổi trẻ dám nghĩ, dám làm thì đất nước còn phúc. Tuổi trẻ thuần phục những kẻ vô minh thì rõ ràng đó là đại họa. Cho nên là tuổi trẻ phải nghĩ khác, làm khác và đừng bao giờ giẫm lên vết xe của lớp già. Theo vết xe cũ thì ai cũng có kế sách phá đổ các bạn, chứ đừng nói chi một tổ chức ranh ma như Đảng Cộng sản. Chuyên mục bình luận xã hội vừa rồi đã kết thúc chương trình sự kiện quanh ta hôm nay. Chương trình sự kiện quanh ta sẽ được phát trên trang Tin Mừng Cho Người Nghèo mỗi ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 vào lúc 19 giờ. Phương Trâm xin cảm ơn quý vị. Xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày 24 giờ vui vẻ, an lành và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.